thay full bộ trong hình dĩa cho Kawasaki Mark 2 thời điểm trên xe khách. Thay nguyên full bộ mới trong nha khách. Dòng xe dĩa cho anh em nào chạy Kawasaki Mark 2 trên mòn cứ qua tiệm xe khách ha. Anh có bán có thay nguyên bộ cho anh em. Có nhận làm đồi làm máy cho anh em luôn ha. Bao xe chạy mạnh bền bốc tiết kiệm xăng. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Ở xa muốn mua hàng thì liên hệ Khánh nha. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Khánh ship hàng Hàn Quốc cho anh em. Kawasaki Mark 2 nha anh em, Mark Nhật nha anh em. Anh em tới chỗ ngã tư Thành Thái 3 tháng 2 ha. Kế bên hông cái siêu thị Sài Gòn xe chăm mát á. Vô cái hẻm 462. Số nhà 15 nha anh em. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Tất cả ngày trong tuần. Đây, chào tất cả anh em ha.